Ronaldo tỏa sáng, Anas vào chung kết. Ronaldo và các đồng đội bước vào trận bán kết Ả Rập Cup với Ansota trong tâm thế cửa trên hoàn toàn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Anas đã tạo ra lợi thế áp đảo toàn diện so với Ansota. Bóng phần lớn chỉ lăn ở nửa sân của câu lạc bộ Iraq. Như thường lệ thì Cristiano Ronaldo thi đấu cực kỳ xông xáo trên hàng công. Tuy nhiên trong hiệp đấu kém duyên, CR7 liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội 10-10. Đen đủi hơn, anh còn bị VAR và trọng tài không công nhận bàn thắng ở phút 31 vì lỗi việt vị. Tương tự CR7, các ngôi sao của Anas như Mane, Talisca đều không gặp may cho việc tìm đường vào khung thành của Ansota. Phút 34, Alex Telles còn dứt điểm trúng xà ngang. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào xuất hiện. Bước sang hiệp 2, Anas tiếp tục đẩy mạnh sức ép. Để rồi, người hâm mộ đã được chứng kiến những diễn biến hấp dẫn nhất của trận đấu. Sau khi từ chối bàn thắng ở hiệp 1, trọng tài và VAR lại sắm vai cứu tinh của Anas khi cho Á quân Saudi Pro League được hưởng phạt đền sau tình huống hậu vệ Ansota phạm lỗi với Mane trong vòng cấm địa ở phút 75. Trên chấm 11m, Ronaldo xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khai thông thế bế tắc của trận đấu. Phút 90, Ansota tận dụng khoảnh khắc hàng thủ Anas dâng lên quá cao để phản công. Tuy nhiên thủ môn Nawa đã xuất sắc cứu thua trong pha đối mặt với cầu thủ đội bạn, giúp Á quân của Saudi Pro League bảo toàn chiến thắng 1-0. Như vậy, Ronaldo và các đồng đội đã chính thức ghi danh vào trận chung kết Ả Rập Club Champions Cup 2023 diễn ra vào ngày 12 tháng 8. Đối thủ của họ là một trong hai đội bóng đồng hương Al Hilal hoặc Al Shabab. Mbappe tiếp tục bị tẩy chay. Theo đó, PSG mới đây đã gỡ tấm áp phích bên ngoài sân Parc des Princes có chứa hình ảnh của Mbappe và nhiều khả năng tấm hình được thay thế sử dụng trong mùa giải mới 2023-2024. Sẽ không có sự xuất hiện của chân sút sinh năm 1998. Hành động này dự báo sẽ có một cuộc chia ly sắp diễn ra khi PSG không còn quá mặn mà với cầu thủ này. Cùng với đó, PSG cũng gỡ xuống mọi chiếc áo số 10 in tên Mbappe sau lưng của các gian hàng của mình. Bên cạnh đó thì họ cũng loại ngôi sao người Pháp khỏi chiến dịch chuẩn bị cho mùa giải mới của câu lạc bộ. Cụ thể thì Paris Saint-Germain không điền tên Mbappe trong danh sách tham dự chuyến du đấu tại châu Á. Gã nhà giàu nước Pháp cũng ra lệnh cấm tiền đạo sinh năm 1998 tập luyện cùng đội 1 trong bối cảnh giải Ligue 1 sắp khởi tranh. Mbappe hiện chỉ có thể tập luyện, duy trì thể trạng cùng đội dự bị của PSG. Nhà báo Ben Jacobs, người từng làm việc cho kênh CBS Sports Golazo cho biết, PSG đang tìm mọi cách để có thể đẩy Mbappe sang Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. MU không dám mạo hiểm với Haaland. Ngay sau khi cập bến MU, tân binh Rasmus Højlund đã gặp chấn thương và chưa thể đá trận ra mắt câu lạc bộ. Ngày 9 tháng 8, trang chủ MU chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh Højlund có mặt ở trung tâm huấn luyện Carrington của câu lạc bộ. Cũng theo thông tin từ trang chủ MU, Højlund đang hồi phục tốt, nhưng ngày cầu thủ này đá trận đầu tiên cho MU vẫn chưa được xác định. Về phía huấn luyện viên Erik ten Hag, ông cũng sẽ không mạo hiểm sử dụng tiền đạo này. Chiến lược gia người Hà Lan cho biết, chắc chắn là cậu ấy sẽ sẵn sàng thi đấu. Hôm nay cậu ấy đã đi tập, nhưng chúng tôi sẽ không kỳ vọng Højlund có thể ra sân chừng nào cậu ấy đạt 100% thể trạng, cho nên chúng tôi sẽ phải chờ thêm thời gian. MU sẽ cần ít nhất 2 cầu thủ ở mỗi vị trí vì lịch thi đấu dày đặc. Thật khó để đánh giá mọi thứ đang diễn ra như thế nào, nhưng có thể khẳng định mọi chuyện vẫn đang diễn biến tốt vào lúc này. MU sẽ đá trận mở màn Premier League với Wolverhampton vào ngày 15 tháng 8 tới. Huấn luyện viên Ten Hag sẽ xác nhận khả năng ra sân của Højlund ở trận đấu này trong buổi họp báo trước trận. Tuy vậy, báo chí Anh cho biết có thể phải chờ tới tận trận đấu với Arsenal ngày 3 tháng 9 mới có thể ra mắt Højlund. Năm ngoái, một tân binh của MU cũng ra mắt đội bóng mới trong trận đấu gặp Arsenal, đó là Antony. PSG đứng trước nguy cơ bị ông chủ bỏ rơi. Tờ L'Equipe đưa tin chủ tịch Nasser El-Khelaifi chuẩn bị bán 15% cổ phần của đội bóng cho một nhà đầu tư tới từ Mỹ. Đôi bên đã có buổi gặp gỡ kéo dài 3 tiếng rưỡi vào ngày hôm qua ngày 18 tháng 8 và bên mua cũng đã tới sân tập và gặp mặt huấn luyện viên Luis Enrique. Aptos Partners hứa sẽ bơm tiền, phát triển tiếp thị và tăng thu nhập cho PSG trong thời gian tới. Nếu như bình thường thì đây là một thông tin vui, nhưng với PSG lại là câu chuyện khác. Nasser El-Khelaifi là tỷ phú với khối tài sản lên đến 8 tỷ đô la Mỹ theo số liệu năm 2022. Bởi vậy, chủ tịch của PSG liệu có cần chút tiền đầu tư tới từ Mỹ để mở rộng đội bóng hay không? Một số người đang lo ngại về khả năng tỷ phú người Qatar đã quá chán với PSG và hành động kể trên chỉ là bước đầu của ông trong công cuộc thoái vốn. Điều này không phải là không có lý khi El Khelaifi đã vung quá nhiều tiền, nhưng những gì ông thu về tại PSG lại không được bao nhiêu.
Ngay cả khi có ngôi sao đẳng cấp như Mbappe, Neymar và Messi trong đội hình, đội bóng thành Paris vẫn không thể đứng trên đỉnh châu Âu. Nếu không thể thực hiện giấc mơ tại Pháp, Enkelefi chọn cách ra đi tìm miền đất mới cũng là điều dễ hiểu. Tỷ phú người Qatar có thể hợp sức cùng người đồng hương Saïda Sim xây dựng MU trong trường hợp nhà Glazer đồng ý bán, hoặc Enkelefi có thể mua một đội bóng tại La Liga hay Syria là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Để làm được điều đó, Qatar đầu tiên phải thoái hết vốn khỏi PSG theo đúng quy định của UEFA. Tuy nhiên đây có thể là nỗi lo thái quá của một số người, nhưng cũng có thể là một khả năng xảy ra trong tương lai gần. Man City có hơn 90% tỷ lệ vô địch. Ngày 12 tháng 8 tới, Premier League 2023-2024 sẽ chính thức khởi tranh với trận khai mạc giữa Burnley và nhà vô địch Man City trên sân vận động Tumor. Một trong những công việc quen thuộc, đúng kiểu đến hẹn lại lên. Trước mỗi mùa bóng mới, đó là dự đoán nhà vô địch. Tất nhiên dự đoán thì ai cũng có quyền, nhưng đáng tin cậy hay không thì mỗi người, mỗi nguồn, mỗi đơn vị là mỗi khác. Trong hàng trăm ngàn phương pháp dự đoán thì siêu máy tính thông minh của Opta là một trong những địa chỉ được đánh giá cao nhất. Và kết quả dự đoán mới nhất của siêu máy tính Opta là Man City sẽ có 90,2% khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ trở thành tập thể đầu tiên và duy nhất xưa nay đăng quang ngoại hạng Anh 4 mùa giải liên tiếp. Để đưa ra con số 90,2% nêu trên, máy tính thông minh của Opta đã thực hiện 10.000 lượt chạy mô phỏng kết quả các trận đấu Premier League mùa tới. Xét trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, 90,2% vô địch mùa bóng 2023-2024 của The Citizen là cao vượt trội, cao vô đối. Đội có tỷ lệ vô địch cao thứ hai là Bayern Munich cũng chỉ đạt mức 69,3%. Quá trình mô phỏng và dự đoán hoàn toàn dựa trên số liệu thuần túy, nhưng 10.000 lượt chạy rõ ràng là mẫu thống kê đủ mạnh. Sau Man City, các ứng cử viên còn lại vô địch sẽ là Arsenal 4,1%, Liverpool 3,5% và MU là 1,7%. Cũng theo dự đoán của máy tính Opta, Man City chỉ có 0,1% khả năng kết thúc mùa bóng 2023-2024 ngoài top 4 của Ngoại hạng Anh. Chelsea nguy cơ bị UEFA phạt nặng. Sau một mùa giải thất bát, Chelsea đang cố gắng cải tổ trong mùa giải này khi thay máu cả trên băng ghế huấn luyện lẫn đội hình. Tuy nhiên khi Ngoại hạng Anh chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, đội chủ sân Stamford Bridge lại liên tục đón tin không vui. Tân binh Nkunku vừa dính chấn thương phải nghỉ 4 tháng, trong khi đó báo chí Anh đồng loạt đưa tin The Blues đang đứng trước nguy cơ bị phạt tiền, thậm chí là bị trừ điểm tại Ngoại hạng Anh. Nguyên nhân là bởi UEFA đã bắt tay vào điều tra những thanh khoản không rõ ràng của đội bóng này từ năm 2012 đến năm 2019. Tờ The Times đưa tin chính chủ tịch Tuboli đã tự tố cáo lên Liên đoàn bóng đá Anh và cả Liên đoàn bóng đá châu Âu về vấn đề này. Sau khi tiếp quản đội bóng, thì ông chủ người Mỹ phát hiện ra những khoản chi trả không nằm trong báo cáo tài chính hàng năm của câu lạc bộ. Một ví dụ được đưa ra là việc Andreas Christensen, cầu thủ này ký hợp đồng với Chelsea vào năm 2019 từ Brøndby của Đan Mạch. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như The Blues không thuê bố của cầu thủ này là Sten Christensen làm tuyển trạch viên trong cùng ngày. Sau đó họ trả cho Sten số tiền là hơn 650.000 bảng trong 4 năm, trong khi ông này vẫn đang làm huấn luyện thủ môn của Brøndby. Thực tế thì vụ việc này đã được tờ Politiken của Đan Mạch công khai từ năm 2018. Theo nguồn tin tiết lộ, đây chỉ là một trong nhiều trường hợp xảy ra vấn đề tương tự. Chelsea dưới thời Abramovich được biết đến là đội bóng chuyên chiêu mộ tài năng trẻ, giấu đem đi cho mượn. Có vẻ như nước đi này của chủ tịch Tuboli để tránh cho Chelsea rơi vào cảnh bị động trong trường hợp bị UEFA sờ gáy. Thêm vào đó, The Blues có thể nhận được khoản khoan hồng từ UEFA khi nhận án phạt. Theo Daily Mail, Chelsea đã dàn xếp nhận án phạt 8,6 triệu euro với UEFA vì vi phạm luật công bằng tài chính cũng tới từ thời của Abramovich.